Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá những cái nội dung sâu hơn trong phần đầu tiên, mục đầu tiên mà cô muốn chúng ta phải gì ạ? À, phải phân tích kỹ nó trước khi tìm hiểu toàn bộ nội dung văn bản. Bởi vì nhiều bạn trong quá trình phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân ấy, thì thường các bạn bỏ qua cái ý nghĩa nhan đề. Nhưng cô nhấn mạnh này, khi chúng ta bóc tách tác phẩm này thì cái ý nghĩa nhan đề là cái đầu tiên mà chúng ta phải khai thác. Vậy nhan đề Vợ Nhặt có ý nghĩa như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, chúng ta nhận định luôn và chắc chắn cho cô một điều rằng Vợ Nhặt là một nhan đề độc đáo. Nó gây sự chú ý và thích thú của độc giả. Rõ ràng đọc nhan đề Vợ Nhặt, bản thân mỗi chúng ta, đúng không ạ? Độc giả mặc dù là cách xa cái hiện thực nạn đói năm 1945 khá là lâu rồi, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy tò mò là tại sao nhà văn lại đặt tên là Vợ Nhặt. Như vậy ý nghĩa đầu tiên mang giá trị nghệ thuật. Nhưng ý nghĩa này vẫn chưa toát hết được cái ý nghĩa nhan đề mà Kim Lân muốn truyền tải với bạn đọc. Vậy ý nghĩa sâu xa của nó là gì? Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Nhan đề này chúng ta thấy rằng vừa có tính hài hước, bông đùa, nhưng ẩn sâu trong nó lại mang một cái sự chua chát. Đó là gì? Người ta thường nói rằng nhặt được gắn với những cái thứ không còn giá trị sử dụng nữa. Chúng ta có thể nhặt ở đầu đường, ở xó chợ, ở bất cứ đâu. Và ít người, và chẳng có ai, hầu như chẳng có ai gắn cái từ nhặt với một danh từ là một người vợ để gì ạ? À, để sống với mình cả đời. Như vậy rõ ràng là cái tên nhan đề này nó có yếu tố bất thường, yếu tố bất thường. Tiếp nữa, cái nhan đề này như cô đã nói rồi, vừa nghe tưởng như bông đùa, nhưng kỳ thực nó chứa đựng một cái cảnh ngộ đau xót rất thực của những con người dưới gầm trời này, dưới cái nạn đói năm 1945. Con người ta mang một số phận đầy rẻ sũng, như rơm, như rác. Tiếp nữa, nhan đề nó thể hiện một giá trị hiện thực sâu sắc, đó là gì? Chúng ta thấy rằng nhan đề chính là lời kết án đanh thép của Kim Lân đối với chế độ thực dân Pháp và tay sai. Chế độ này đã đẩy người nông dân vào tình cảnh ngặt nghèo, đói ăn. Người thì chết như ngả dạ, thân phận họ thật rẻ rúng trong cái tình cảnh ấy, nên mới có chuyện là có thể dễ dàng nhặt ở bất cứ đâu. Và hơn nữa, ngoài thể hiện giá trị hiện thực ra, nhan đề cũng góp phần thể hiện giá trị nhân đạo. Đó chính là sự đồng cảm xót xa cho cảnh ngộ của người nông dân trong nạn đói năm 1945. Kim Lân cũng trân trọng, cũng khát khao về một mái ấm hạnh phúc gia đình của người nông dân ngay trong cái thời buổi đói kém, phải chạy ăn từng bữa như vậy. Kim Lân vẫn nhìn thấy ở họ ánh lên niềm hy vọng, niềm tin và vẫn nhìn thấy ở họ có những vẻ đẹp cần đáng quý và đáng được trân trọng.